Hôm nay 26 tháng 4 năm 2023, toàn tỉnh vẫn có nắng cường độ mạnh, không khí oi bức ngột ngạt, nhất là từ 12 giờ đến 15 giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất là 36 độ, có nơi 37 độ. Về tối, tiết trời dịu mát do có gió. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía Bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng nóng, đôi lúc có mưa rào nhẹ, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 34 đến 36 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, vùng ven biển cấp 4, nhiệt độ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 75 đến 80%. Huyện Côn Đảo, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 32 đến 34 độ, độ ẩm 75 đến 80%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo hôm nay có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, có lúc động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 4 năm 2023, nước lớn mức cao nhất 370 cm vào lúc 15 giờ 30 phút và nước ròng mức thấp nhất 110 cm vào lúc 0 giờ.